À, không có thấy gì không? Dạ không. Tại vì anh chưa có đọc thần chú á. Giờ anh sẽ đọc thần chú là ảnh ba la mở ra thì sẽ có một món quà. Thì chờ chị. Anh có thể đọc đây cho em. Cái này là bánh bông lan phô mai. Hồi sáng em dậy sớm em làm á. Để anh về anh thử nha, ngon lắm á. Em khóc lên, em khóc bằng lái lên đây, để khóc lên. Đó. Dạ em cảm ơn. Đẹp không? Nhìn coi ngắm bây giờ chuyện coi đẹp không? Em ngắm đi. Cái bên ngắm bơi thế nào? Thấy được không? Được à. Nhìn thẳng cái gì đây chi? Dạ được anh. Được không? Thôi ok. Rồi, được rồi. Được lại gần đó. Ờ, lại đi, lại đi. Dạ, dạ. Ờ, xin sợi dây chuyền em đang đeo á. Rồi lại, rồi lại. Em tên là Nguyễn Hữu Minh, năm nay 32 tuổi, hiện nay em đang làm kỹ thuật viên điện tử. Quê ở đâu? Quê ở thành phố luôn. Thành phố luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Ngọc Huyền và em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty Yến Xào. Rồi. Huyền, 28 tuổi. Thì giới thiệu một xíu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của em đi cưng. Dạ, em thì bạn bè nó hay nhận xét là em là người sống rất là tình cảm. Nhiều khi giúp đỡ em một lần thôi mà em cứ năm nào cũng đem bánh trái và cho hết trơn á. Năm nào đem bánh trái luôn á hả? Dạ. Tại vì họ, dù sao đi nữa thì họ đã có cái tình giúp đỡ mình rồi nên mình cứ nhớ mãi. Vậy chúc em có, anh có cơ hội nào anh giúp em điều nào với không? Dạ, nhà em có trồng mít cho nên là hay hái mít cho anh chị ở công ty ăn á. Năm dạ. Nào cũng có mít nha. Dạ. Đặc biệt cực kỳ là bạn em mới nói là mày rất có biết cách quan tâm người khác. Ví dụ như là nó bệnh thì nó cũng không có nói là ừ đi mua thuốc về cho tao hay gì đó. Em chỉ thấy nó bệnh rồi cái em xách xe máy em chạy ra ngoài em mua thuốc về đưa nó uống cái vậy thôi á. Em ơi, cái ưu điểm mua thuốc đó em coi lại một xíu. Em mới nghe bạn em bệnh em chạy mua thuốc về biết nó bệnh gì nó uống. Dạ, tại em bị ý ví dụ như là nằm bệnh mà ho hay sồi là biết bị cảm. Trời ơi, chưa hay chắc quá làm bác sĩ luôn trời. Như vậy nó hơi nguy hiểm tới nhiều khi á. Em thấy ho em tưởng đâu thuốc bị cảm em mua thuốc cảm. Nhiều khi người ta bị phổi thì sao? Đúng không? Cái này là phải xem lại thôi. Dạ, còn về khuyết điểm thì em nói nhanh lắm. Nhiều khi nói xèo, người kia hả mở mắt ra nói xong mày nói gì tao không hiểu hết trơn á. Dạ, hôm nay là em khống chế dữ lắm rồi đó. Rồi. Thôi, cứ nói xả sụt rồi coi nhanh cái này nha. Bằng Nam, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em là người hiền lành, thật thà, không rượu bia, không hút thuốc, biết nấu ăn, ít nói, nhát gái. Nhát lắm hả? Dạ. Thấy con gái là nhát hả? Đây, ý là thấy mà mình thích đó, mình nhát hả? Mấy người thích mới nhát. Dạ. Còn không thích là không có nhát. Dạ. Thử coi họ nhát cô đó không nha. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa yêu ai. Hả? Yêu Đơn Phương rồi. Yêu Đơn Phương lâu không? Không, một hai tháng vậy. Trời ơi. Em 32 tuổi rồi, có khi nào nằm mơ em có hôn ai đó không? Dạ. Có không? Có chứ. Có hả? Dạ. Hôn trai hay gái? Hôn gái. À được. Kiểm tra về giới tính thôi. Ồ tôi nghi quá à, 32 tuổi chưa có mối tình nào luôn hả em? Ừ. Trời đất ơi. Hiền quá mà nhát gái thôi. Chứ có nằm mơ thấy hung ta. Ủa em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, về tình trường sử thi thì em thiệt luôn là giờ em cũng chưa có mối tình nào hết trơn á. Không lẽ cặp này trời sinh? Hiếm à, cặp này hiếm lắm á. Bạn nào cũng mặt mày xinh xắn mà sao tự nhiên không ai có mối tình nào hết trơn vậy? Ừ. Tại chắc em không biết nói chuyện á chị. Em nói á. Nãy giờ em nghe nói với người ta, lát người ta chửi. Sao vậy? Sao vậy? Họ nói bạn gái lát hai người gây lộn. Sao vậy? Không biết. Em ít nói mà sao em nói chuyện vô duyên lắm hay sao gây lộn? Thôi, không biết tóm lại không biết nói lãng mạn. À không biết nói lãng mạn. Nhưng mà thích gái không? Tự nhiên thích vậy, thích là lâu luôn. Chắc không? Chắc. Lúc mình đang nằm mơ mình thấy mình đang hung giật mình thức dậy thấy sao? Thấy bình thường vậy. Trong người không có gì bất bình thường hết hả? Đâu có bình thường. Thì không trong mơ thì sao không biết được cái gì vậy? Rồi sao nữa? Rồi cái thức dậy xong rồi sao nữa? Thức dậy giữa mặt làm cái gì? Rồi bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tính tới hôn nhân được? Chắc khoảng một năm rưỡi. Rồi hai chồng ở đâu? 8 vậy. Có nhà chưa? Có một cái nhà nhỏ gì. Có nhà nhỏ rồi, em ở mình hả? Dạ. Rồi, vậy là tốt quá ha. Tốt rồi. Mình rồi em biết hung không em? Chưa có quen ai sao biết hung. Nhưng mà trong giấc mơ có thấy được tận rõ cái hung không?
Em hung hay là em thấy người ta hung hay là em thấy em đang hung? Thấy em đang hung. Đang hung ai? Ừ, trong mơ thì sao em nhớ chị? Có hung thôi hả? Có làm gì nữa không? Hả? À, không. Trời ơi, hiền. Hồi xưa giờ nhát vậy luôn em hả? Đến quan coi đàn gái sao rồi. Cổ mà hiền nữa chắc mệt luôn à. À, chào em gái. Dạ, chào anh. Bạn bên này hiền dễ sợ không? Mới nằm mơ thấy hung rồi đó. Em có nằm mơ thấy lần nào chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa giờ nắm tay trai bao giờ. Chưa luôn hả? Em có thấy cặp nào người ta đứng hôn nhau chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Lúc đó cảm giác mình sao? Nó bình thường đúng không anh? Tại em không có... Tại không mình chưa có cảm được. Có khi nào em nghĩ em sẽ hôn người yêu của em không? Có. Có hả? Vậy chút mình làm thử nha. Bên đây cũng hiền, bên kia cũng hiền luôn. Nhưng mà hai người mà hiền quá thì rồi làm ăn gì được không trời? Em muốn người nó như thế nào? Em cao 1m45 cho nên là bạn trai mà cao 1m44 là không được rồi. 50. Cái thứ hai nữa là phải có hiếu. Thứ ba nữa là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Em không cần giàu, cũng không cần chức vụ cao, nghèo cũng được. Nhưng mà phải có ý chí, phải có nghị lực cầu tiến. Bây giờ nói mình đó, mình cảm giác mình có được bao nhiêu phần trăm em trai? Cũng 70. 70 ha. Cũng hiền khô bên kia cũng hiền đúng không? 70 là quá tốt rồi. Em có mong muốn tìm người yêu lý tưởng của mình không? À, có. Thế nào? Người đó cao từ 1.5m trở lên. Đây có 1.45 à, 1.50 đến 1.60. Ngoại hình 40 40 thấy à. Được không? Được. Rồi sao nữa? Biết chăm lo gia đình. Cô kia chăm lo được đó. À, biết kiếm trên nhường dưới, không có mà lè lẹt quá. Bên đây đơn giản lắm. À vậy đó được. Được hả? Được. Đủ hả? Rồi đó. Em không thích gì ở người phụ nữ? À, đó là ít nói. Cô cũng ít nói đó. Còn anh thấy nãy giờ nói nhiều mà. Nó cũng nhiều đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ, hôm nay em đi với chị họ với hai, với người anh họ với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và Cát Tường ạ. Hôm nay em là chị của Quyền. Thấy bạn trai thì cũng được, cũng dễ thương. Hy vọng là hy vọng là hai đứa có thể nắm tay nhau không đi nhau suốt cuộc đời. Chị có mong muốn hồi cặp này hung nhau không? Nhiều khi nó mắc cỡ quá, nó hung thấy nó ngại. Bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với hai người dì và Dượng. Chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Em là dì năm của Minh. Thấy hai đứa cũng khá hợp. Để kéo màn lên, hai đứa thấy được thì hãy tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Vậy thôi. Dì cũng hiền quá ha. Gặp cháu hiền, dì cũng hiền nữa. Thôi để kéo màn để coi hai đứa nó hiền ở nào. Kéo màn lên. Rồi. Thôi em. Anh có muốn quà tặng em, em có thể mở chưa? Dạ. Mở nắp chưa mà? Mở nắp ra anh. Mở nắp ra. Dạ. Em có thấy gì không? Dạ không. Tại vì anh chưa có đọc thần chú á. Dạ. Anh sẽ đọc thần chú rồi ảnh ba la mở ra thì sẽ có một món quà. Thì sợ chuyện anh có thể đeo cho em. Cảm ơn. Cái này là bánh bông lan phô mai. Hồi sáng em dậy sớm em làm á. Để anh về anh thử nha, ngon lắm á. Em tóc lên, em tóc bằng gái lên rồi, em tóc lên. Đó. Dạ em cảm ơn. Đẹp không? Nhìn coi ngắm cái dây chuyền coi đẹp không? Em ngắm đi. Chú cứ kế bên ngắm mơ thế nào? Thấy được không? Được rồi. Đi, nhìn ngại thẳng cái gì mấy chi? Dạ được anh. Được không? Thôi, ok. Rồi, được rồi. Rồi, để hai người trò chuyện đi. Thì nói đi. Em thích con trai hay con gái? Em thích một trai một gái. Thì khi nào em rảnh, thời gian rảnh mình hẹn hò á. Trời ơi, vậy được không? Đứa trai đứa gái luôn không? Được. Được hả? Anh đích hết đi thiện nguyện không? Có. Đi thiện nguyện á. Tại em cũng hay đi thiện nguyện á. Thì một năm em thường đi 3 đến 4 chuyến á. Thường hay đến mấy cái vùng núi, vùng sâu, vùng xa á. Em đi với đoàn hay sao? Dạ đúng rồi, em đi với nhóm á anh. Hai đứa tổ chức đi riêng thôi, được không? Được anh.
Nói đi, cảm nhận cô gái thế nào? À, em cũng xinh xắn, dễ thương. Với lại nói nhiều, anh thích nói nhiều. Thích nói nhiều hả? À, thằng này giống em là chưa có quen ai á. Hai đứa quen nhau không biết gì luôn á. Hẹn hò đầu tiên thích hẹn ở đâu? À, ví dụ lần đầu hẹn hò thì em thích đi đâu? Anh có thích cái không khí quán trầm không? Tại vì em hay uống trà đạo. Tại vì không khí trà đạo nó rất là yên tĩnh. Tính em nó không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt đâu anh. Dạ, yeah. Vậy để anh cũng thử xem. Được không? Được hả? À, nó lời cuối lắm, đúng được. Trời ơi, chưa gì nó lời cuối rồi. Chưa có gì hết trơn á. Bây giờ nè, hai đứa lấy nhau về ở đâu rồi mình hướng tới tương lai đi. Anh ở quận 8 thì ví dụ mình lấy nhau thì có về quận 8 ở được. Không sao đâu, tại quận 8 em Thủ Đức mà chạy lên nó khoảng tiếng mà. À, về kinh tế thì anh cũng bình thường thôi chứ không có cao. Nhưng mà anh hứa là sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Đó là cuối anh. Là cuối gì chưa, mà là cuối gì. Trời ơi. Bây giờ nói thật lòng nha. Dạ. Em thấy cô gái này xinh không? Xinh. Em khoái không? Khoái. Thái dữ không? Thái dữ. Thái dữ. Rồi nói lời cuối đi. Còn lại gần đó. Ờ, lại đi, lại đi. Dạ, dạ. À, trên sợi dây chuyền em đang đeo á. Rồi lại. Có một nửa hình trái tim, nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á, thì nửa bên kia là điền tên của em. Ông xin nói lời cuối. Ông mời bước tới cái ông kiểu em như em sợi dây chuyền. Tính nói hồi em không bấm nút em trả cho anh sợi dây chuyền. Lời cuối xong chưa? À xong rồi. Dễ thương quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khó tìm được một cặp xứng đôi nhỏ con vậy quá ha. Lần đầu tiên em nắm tay đàn ông ấy. Hả? Lần đầu tiên em nắm tay trai. Vậy à? Lần đầu tiên nắm tay trai. Dạ. Nắm thử chúng chặt chưa nào. À, gì cho con hôn cái. Đó, xin gì đàng hoàng thấy không? À, có chị có hôn à? Có. Làm liền. Làm liền. Cái nụ hôn đầu tiên cổ chưa nắm tay lần nào. Nụ hôn đầu tiên nó phải lâu lâu chứ, chừng nào nó buông ra mới buông. Làm lại. Nào quý vị. Để nguyên, để nguyên, để nguyên. Thấy được không? Thấy sao, cảm giác sao? Thấy lạ. Lạ. Trong người có gì nó khác không? Có. Khác cái lúc mà ngủ giật mình thức dậy không? Em gái thấy sao? Nó là lạ. Là lạ hả? Mà vui không? Dạ vui. Khoái không? Ha? Khoái không? Khoái chút làm nữa ha. Dạ. Dễ thương. Chào em tên gì? Dạ em chào chị, em tên là Lê Thị Bạch Quý. Đây em 23 tuổi. Dạ em đang làm lễ tân khách sạn chị. Lễ tân khách sạn dạ. Để xem chàng trai của chúng ta sẽ làm nghề gì, bao nhiêu tuổi đây? Xin mời chàng trai xuất hiện. Xin chào. Xin chào anh. Xin chào các bạn, khán giả. Mời bạn ngồi. Dạ. À, bên đó có Bạch Tuyết, bên đây chú Lùng nha. Có lùng không? Lùng không? Cao 1m51. Bạn tên là gì? Dạ em tên Đăng. À, Nguyễn Hải Đăng, 31 tuổi, đang làm nghề công nghệ thông tin. Trời đất ơi, 31 tuổi mà tới đây kiếm người yêu gì? Ta thường ta tới kiếm ở đây khoảng 20, hai mấy chứ 31. Đáng lẽ có người yêu rồi đúng không? Đáng lẽ có rồi nhưng bây giờ không có. Có giờ có mấy người yêu rồi? Dạ, cũng 4-5 người. Hả? Ít quá ha. Bên đó có 4-5 người yêu rồi, còn em? Dạ, 6-7 người rồi chị. Rồi 49 gặp 50 luôn. À, mới có hai mấy tuổi mà tới 6-7 người yêu vậy rồi. Người yêu đầu tiên là hồi nào? Dạ
Em quen người đầu tiên lúc em 19 hay 20 tuổi ấy chị. Mà không có dài, dài nhất là khoảng 2 tháng với em à. Còn nhanh nhất là 2 tuần. Trời đất ơi. Cái gì mà nhanh như vậy? Ai bỏ ai mà nhanh dữ vậy? Dạ, em rút. Em rút hả? Dạ. Vậy là qua cầu rút ván nha. Bây giờ cái mối tình cuối cùng á, mối tình gần đây nhất là cách đây bao lâu rồi? Dạ chắc cũng khoảng 2 tháng trước. Gì đâu mà quen có 2 tháng bỏ ta rồi em. Người ta rồi. Thường chia tay á là cả năm người ta trằn trọc, người ta khó chịu, người ta khổ đau vật vưởng, nước mắt chảy ào ào như suối. Bây giờ có 2 tháng đi kiếm người yêu mới là sao? Nhưng mà lý do tại sao em chia tay? Thì thời gian tìm hiểu, nếu như mà không hợp thì mình nên chia tay sớm chứ để dùng dần nó cũng không tốt. Em nghĩ như vậy thì mình nên yêu cái người nào mà mình thấy thật sự phù hợp với mình. Khó lắm đó nha Linh nè, ca này em khó. Là bên kia rút trước còn bên đây là ai rút trước? Em cũng rút trước không à? Trời ơi trời. Bên kia là cũng rút trước, bên đây cũng là người rút trước. Hai người này gặp nhau rồi à, em nhường cho bạn nó rút trước quá. Chưa quen tên rồi rút rồi. Được. Em nhưng mà bây giờ nè, em là Bạch Tuyết nhưng mà bây giờ người lùn em có thích không? Dạ em thích cao khoảng 1m7 lên chị. Bây giờ bên kia có 1m51 à? Dạ chắc em cũng phải để em coi mặt cái đã. Em còn là chị thích cái điều gì nữa không? Dạ em thích cái người đó nhìn cái khuôn mặt nó phải vui vui hài hước xíu chị. Nhìn vô là chị thấy bên kia là hài hước lắm. Chị thấy bên kia là hài hước. Bên đây nhìn cái mặt hài hước lắm. Chị bảo đảm cái này là bên đây là ưu điểm nè. Trời ơi nhìn cái mặt đó là thấy lạ không? Chưa có thấy bảo mặt đảm tôi cần liền bên đây á. Chưa thấy mặt nhưng mà bên đây nghe đùng 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 là thấy cái bộ vui rồi đó. Vui bên đây vui. Còn sở thích của em về người yêu như thế nào? Dạ em thích một người hiền lành á, với lại là không thích một người mập. Không thích người mập đúng không? Dạ. Mập mập cỡ nào? Dạ bự nha, không thích. Bên đây bự lắm à nha. Bên đây mập lắm luôn á. Bên đây mập. Mập dễ thương ha. Lùn quý phái. Dạ. Quan niệm về tình yêu của em thế nào? Dạ hòa hợp tâm hồn với thể xác của anh. Hòa hợp tính tâm hồn thể xác. Em có dạ. Thể nói cụ thể hơn. Tâm hồn là sao? Thể xác là sao? Tâm hồn thì có thể là giống như giác quan thứ 6 thôi. Ồ, giác quan thứ 6 rồi. Còn tiếp tục. Còn về thể xác thì có thể là nhìn hợp nhãn. Ủa thể xác liên quan gì vậy? Cái gì lạ vậy? Không có gì. Dạ. Quen 5-6 mối tình phải không? Đúng dạ, không? Dạ. Có kinh nghiệm gì hôn không? Cũng có chứ anh. Hôn sao là thích nhất, hôn sao không thích nhất? Cái đó tùy trường hợp. Tùy hoàn cảnh á, không gian á anh. À, cái người đầu tiên hung vậy cảm giác sao có thể diễn tả anh nghe được? Không có cảm giác gì hết anh. Sao vậy? Trời ơi. Bởi vậy không cảm giác người ta mới chia tay ông ơi, cảm giác người ta tới luôn rồi, không có hòa hợp về thể xác. Giờ chị coi mặt bạn trai kia giùm em nha. Không đâu rồi, hòa hợp tâm hồn mà không hòa hợp thể xác. Mặt thấy ghét không? Chưa thấy mặt ai thấy ghét luôn. Ghét lắm à. Ủa sao hung mà không có cảm giác gì là sao? Thì không có cảm giác thì em nói không có thôi. Đâu giờ em lại em hung chị Cát Tường thì cảm giác cắn hung rồi. Chị không cho đâu. Nếu cho em dám hung không? Cho cũng không hung. Sao vậy? Cái gì vậy? Cho xong hung. Tại vì nó hung xong nó không có cảm giác mà em có cảm giác nó công mệt. Cảm giác sợ đó ông à, nhìn mặt ông vui quá. Bao vui luôn em, bao vui, bao vui. Để tôi coi mặt bên kia coi sao nha. Hello. Dạ. 2 tháng rút hả? Dạ. Em hy vọng bên đây mực mấy tháng? Em hy vọng không có nhanh quá. Không có nhanh quá đúng không? Càng lâu càng tốt ha. Để coi sao. Để coi sao. Dạ. Cái người bên kia thôi không diễn tả đâu. Thôi cho người ta gặp nhau đi. Rồi bạn kéo màn lên. Kéo màn lên. Nhìn đi chưa từ từ. Làm hấp tấp như vậy. Thì có 2 phút à. Dục tóc bất đạt. Dạ. Vui lắm, vui lắm. Chuẩn bị. Vui vui. Nhìn qua cười liền nha. Chào em. Cho em rất là hân hạnh được biết em. À, dạ rồi anh đừng có nói gì hết trơn. Anh ngồi anh cười giùm em. Ủa sao kỳ vậy? Tại cái người của em, mỗi người của em là phải cười đẹp để em nhìn cái nụ cười đó cái đã. À dạ cười lớn lên. Chuyện đi chứ lẽ nhìn hoài 2 phút nhìn nhau à. Em hỏi đi anh cười cho.
Hỏi đi cưng, chứ hồi nãy em biểu người ta cười đừng có nói thì bây giờ người ta ngồi. Dạ thì cười rồi thì em thấy cũng được, mà nếu không biết bên đó làm sao thôi. Dạ. Đó, bên đây người ta được thôi, bên kia nói đi, rồi hết giờ cười là dạ, nói đi. Em thấy cũng được. Được. Nể cặp này ghê. Dạ, giờ một phút mặc niệm hết rồi phải không? Hết giờ. Trời ơi, cái gì vậy, nãy giờ nói được mấy câu? 3 tiếng đếm để nhấn nút. Mời các em đặt tay ra phía sau thành ghế, vào nút, thấy chưa, đây cái nút. Quay lâu vậy? Mày chắc có vợ, chắc vợ đút cơm ăn quá. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta nhấn nút. Và bây giờ, 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Không có cảm xúc. 2. Và 3. Hết thời gian. Rồi. Sao em nói cũng được mà em không bấm nút? Được. Ý là bạn nó dễ thương, vui tính. Ừ. Chứ còn về cái chuyện kia thì... Chuyện kia là chuyện nào? Chưa biết. Chưa biết. Chuyện hẹn hò, chuyện hẹn hò. Chưa biết dạ. Mà sao không nhấn nút? Thì chưa biết thì sao nhấn nút được. Biết chắc mới nhấn chứ. Rồi bạn nữ, bạn có thấy buồn không khi bạn trai không nhấn nút mà mình đã nhấn nút trước? Dạ, em không có buồn, tại bạn đó không nắm bắt cơ hội thôi. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em. Trời đất ơi. Đi đâu vậy con? Con đi hẹn hò cô. Rửa nhà ai coi chừng nhà. Trời đất ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện con của em hả? Thôi đi xuống. Con không có hẹn cái gì ở đây hết trơn á. Trời đất ơi. Ê, đừng có đuổi ta gì vậy? Không có được. Anh đi vô đi. Gì vậy? Chơi chơi đuổi. Hả, cái này cháu của em. Hả? Cháu của em. Cháu thì cháu chứ ngồi xuống đó, tôi giải quyết. Ngồi xuống. Em đâu có hẹn hò. Ngồi qua đây. Không có được, trời đất ơi má. Không được, gia đình của nó gửi vô em. Ngồi xuống, ngồi em xuống. Chỉ là mai mối cho người ngoài thôi. Thì ngồi xuống tôi giải quyết, ngồi xuống. Con ngồi xuống không? Con ở đâu vô? Dạ ở Huế. Ở Huế? Dạ. Con đang ở với ai trong đây? Dạ ở bên nhà của cô. Ở nhà của cô? Dạ. Cô làm gì cô có quyền? Ở nhà cô có quyền, còn ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò. Ai cũng có quyền đăng ký tham gia. Đừng lấy chuyện nhà làm chuyện chung. Chuyện nào ra chuyện đó. Quan kia tôi giải quyết cho. Thôi nhân viên. Thôi không được. Con. Quan kia. Cái gì vậy? Bữa nay giải quyết rồi. Quan kia. Qua đây. Chương trình tôi đang tự nhiên đuổi con cháu tôi về. Để tôi lo bên đây cho. Chú chào con. Dạ con chào chú. Con nhiêu tuổi? Dạ năm nay 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Tên gì? Thương Hoài. Thương Hoài. Bên đây Thương Hoài 24 tuổi nha. Ủa mà cháu đâu mà. Rồi anh tự làm mai mình anh luôn đi, làm mai với ai? Làm mai chàng trai. Chàng trai đâu? Kêu chàng trai ra đây. Giờ tôi không kêu. Chàng trai đâu xuất hiện? Bên kia là cái ghế kia kìa. Ghế của tôi, ở bên ghế của anh Huyền Linh. Xin chào chương trình, xin chào các bạn. Mình tên Thành Luân, mình đến từ Bình Phước. Mình đang làm công việc ở gara sửa xe hơi ô tô quận 7. Ủa, chưa hỏi gì hết trơn mà. Thôi tự em giới thiệu luôn. Giờ sao giờ con hay em, mời con ngồi hay mời em ngồi? Bên kia cháu cô. Dạ, mời con nghe. Con á, vậy mời con ngồi. Thôi, bây giờ nè, chú Quỳnh Linh hỏi nha. Dạ. Con vô đây ở với cô Cát Tường. Dạ. Con làm gì? Dạ, con đi học nghề tóc rồi nail. Sao con có 23 tuổi mà con đi kiếm bạn gái, kiếm vợ làm chi vậy? Nói chung là môi trường mà xung quanh cạn kiệt phụ nữ nên... Cái gì vậy? Môi trường xung quanh cạn kiệt phụ nữ, ai nói câu đó? Phụ nữ quá trời cạn kiệt đâu ra. Cạn kiệt là sao? Là do cái công việc của em là lúc nào cũng nằm trong xe hết, không bao giờ ra ngoài nên cũng ít tiếp xúc với phụ nữ. Nằm trong xe là sao, nói rõ hơn. Là em là thợ máy, em sửa xe không à. Không lẽ sửa cả ngày cả đêm, có thời gian nào riêng cho mình? Thời gian đêm thì lúc đó thì nó mệt mỏi rồi thì chỉ có đi ăn tối xong về ra quán cà phê ngồi xong rồi đi về ngủ thôi chứ. Vậy bây giờ nếu mà có bạn gái thì thời gian nào dành cho bạn gái? Thì khi mình có bạn gái thì tất nhiên mình phải dành một cái niềm vui nào đó cho bạn gái để mình tiến theo đường xa hơn rồi nhé. Vui gì nói thử cô nghe vui không? Ví dụ như tối dắt đi uống nước, dẫn đi hồ đá chơi.
Đó, con nghe bạn Lương Minh nói, kia nói chưa? Rủ bạn về, bạn dẫn đi hồ cá với nằm trong xe hoài con thích. Dạ đi hồ cá thì con không thích, đi công viên ngắm chó thì được. Trời ơi, sở thích gì kỳ lạ vậy? Dạ dạ, vì con thích chó lắm chú. Con thích chó hả? Dạ. Bây giờ nè, bên đây á, sở thích là dắt đi công viên ngắm chó. Bên kia sở thích là gì, có thể cho biết được không nhỉ? Sở thích của em thì em được thích ngắm gái xinh. Mà ngắm gì? Ngắm gái xinh. Ngắm gái xinh trời ơi. Dạ. Bên bên thích ngắm chó, bên bên thích ngắm gái. Nhưng mà hầu như mỗi lần em ngắm là đều bị mắng vốn. Là sao? Tại sao bị mắng vốn? Tại vì ở gara em là khu chung cư mà mỗi lần chiều đến về là toàn những cô có chồng ngang không à. Còn mỗi lần ngắm là mấy cô để ý, mà để ý xong là họp dân phố lại là ra mét gara em à. Trời đất ơi. Giờ sao? Cái gì mà đến mức mà bác ra họp trên phố? Nói chung là mình không có giờ gì nhiều, chỉ đi ngang thấy xinh ồ lên xong bắt đầu ra rủ thêm mấy người trong làm chung lên. Dạ cũng ồ. Vậy là đi họp trên phố đó hả? Dạ. Gây rối trật tự. Gây rối trật tự, phá rối chị em phụ nữ xung quanh. À, nói vậy là xạo. Có phải là làm cái gì người ta chứ tự nhiên nhìn không ồ mắc mớ gì đâu. Vậy là kể chưa thành thật. Thành thật đi. Này, thành thật thì em thì sửa xe á, rồi có nhiều lúc mà chui dưới gầm xe á, rồi những chị phụ nữ mà chiều đi. Rồi, đúng rồi. Không, cái đó. Phải họp tổ dân phố chứ, đúng không quý vị? Rồi. Có đôi lúc mình chỉ vô tình thôi chứ mình không cố ý. Vô tình mà còn kêu nhiều người mà kêu bằng vô tình. Không này, bữa nay em tới đây được là mai đó. Tưởng đâu mặt mày bầm tím đi, không nổi tới đây rồi đó. Rồi vậy bây giờ em thích những ưu điểm gì của người bạn gái tương lai của mình? Em thì em thích người phụ nữ khuôn mặt dễ thương, nói chuyện dễ thương. Và thứ nhất là em thích gái có vỏ. Chi vậy? Tại vì những cái lúc làm mệt về đôi khi cũng muốn kiếm một người nào đó để đấu vỏ để xả chết. Sở thích lạ lùng vậy. Nãy giờ em nghe tiếng bạn nữ bên đó thì em đã thích rồi. Cùng miền Trung với em. À vậy hả? Dạ. Nói chung như vậy là nãy giờ em muốn dở màn lắm mà chưa có cơ hội để dở màn. Ai cho dở. Trời ơi, chưa gì lo dở rồi. Bây giờ chú Linh hỏi con nè. Dạ. Mẫu người yêu của con thế nào? Dạ mà nếu được thì có rau quay nón hay là lụng lông tiên hay là răng khến. Căm trẻ càng tốt. Tao cười cô coi con. Em chẳng có những gì của bạn gái đó. Vậy đó là nếu được thôi cho con. Đúng rồi, muốn người yêu của con là đừng có đòi hỏi hôn quá. Muốn người yêu mình đừng đòi hỏi hôn quá. Nói chung đừng có ép. Tức tự động con sẽ hôn đúng không? Giống như con khi nào mà hôn mà con thấy cảm thấy thì cảm thấy cảm xúc dâng trào thì con sẽ hôn. Bên kia yêu có đòi hôn không? Dạ có. Quá, em qua coi trước nè, anh coi trước nè. Có gì đâu coi. Đâu quên hết. Ngày nào không coi thì coi gì nữa. Thôi để anh coi. Con ơi, hôm nay không sao mà cứ nằm dưới coi người ta hoài. Được, đẹp trai. Sao, cô chịu không? Nhỏ lớn hơn con, tuổi con chịu không? Dạ chịu. Chắc chắn chịu không? Dạ chắc chắn. Thề đi. Thề. Thề sao? Thề cái người đó có lớn hơn 1-2 tuổi cũng chịu. Do với nói tiếng dễ thương quá. Đẹp như cô Cát Tường vậy đó. Trời ơi. Bên kia có đồng tiền. Dạ. Trẻ cô Cát Tường nhiều. Tóm lại là nếu con là cháu chú cũng chịu thế con á. Dạ. Được á. Dạ. Nhưng mà có tật đừng có nhìn người ta mặt thấy đừng nhìn nữa nha. Thề không? Thề. Thề thầy cho tôi kia nghe đi sao? Bỏ không nhìn sao? Thề đi. Xin thề với bạn gái anh đó, nếu mà sau này có xảy ra tình trạng đó chắc không dòm nữa đâu, dòm bạn gái thôi. Được, chống mày à. Bây giờ con nghe cho con. Dạ. Tùy con nha, chú biết nha. Thôi, tôi bỏ tay rồi. Đừng có thừa chú nha. Rồi, kéo màn lên. Chú này chú hồi hộp thôi. Không được chắc cô Cát Tường chửi chú chắc nát luôn á. Hãy vô tự giới thiệu, giờ tự xây ghế nhìn luôn đi chứ còn gì nữa. Hãy tới từ từ. Đừng có nhìn. Nhìn thấy được chưa? Dạ, thấy tắt bính là rất ok rồi á. Tắt bính ok hả? Dạ. Cho em giỡn mặt đi. Mày muốn vợ lắm rồi nè. Dạ, em chào đi. Anh chào. Anh thấy em gái sao? Dạ, anh thấy em sao? Chưa gì kêu bạn gái rồi. Anh thấy em sao?
Em là người rất là dễ thương. Cũng mới lúc còn tiền. Ra Huế bao giờ chưa? Mình chỉ mới ra tới Quảng Nam mà chưa ra tới Huế. Có tỉnh ra Huế không? Thì hy vọng là trong tương lai chắc sẽ ra. Nếu được chắc tháng sau cũng ra. Còn một phút nữa nói tiếp đi. Mình cao mệt mấy? Mình cao 1m74. Không cần mình đứng cho mình bạn coi không? Anh con thân mẹ trong gia đình? Mình là con cả trong gia đình. Mình còn một đứa em trai nay đang học 12, một đứa em gái đây đang học lớp 1. Em không thích con trưởng cho lắm. Con trưởng cũng như con thứ rồi. Con mẹ bị lén. Thì ở nhà em của anh nó nắm quyền hết. Dạ, anh còn nguyên với vậy hả? Dạ, anh còn nghe lời mẹ không? Mẹ thì tất nhiên phải nghe rồi. Nhưng mẹ là người trên nhất mà. Nghe lời mẹ để bỏ vợ hả? Không, lúc đó để cho mẹ với vợ tự xử đi. Nhưng mà mình cũng hy vọng là khi mà bạn thương mình thì về chắc chắn bạn sẽ thương mẹ mình. Tại vì mẹ mình rất là dễ thương. Dạ. Rồi hết giờ. Rồi chúng ta có 3 khách để xem ai sẽ là người bấm nút và ai người không bấm nút, hay là hai người đều bấm nút. Chuẩn bị. 1. Hai. Tôi mệt rồi nha. Kia đầu chắc ký vòng gãi hoài. 3. Hư anh ơi. Chưa bấm gì nữa là hư rồi. Sao? Dạ. Bạn nữ bấm rồi đó. Bạn nữ bấm em cũng bấm rồi. Bạn hiện nay cảm giác sung sướng thế nào? Nói chung là tuyệt vời luôn. Tối giờ em mất ngủ lắm luôn rồi. Chung là nãy giờ chỉ có điểm là được cái thiệt tình. Rồi hai người có thể nắm tay ôm nhau thật chặt. Không vậy được không? Dạ mai một rồi cho nằm thịt ngón. Một đôi chơi nó hết đó rồi ok.